Rồi bây giờ đánh dấu nhấn nhé các con. Em biết mà. Đánh dấu xuống thẳng ở cuối câu đi. Nào đưa cho bạn chúc cho cô. Bây giờ what will the weather be like tomorrow? Các bạn đánh dấu xuống đây đây, muốn ta đi xuống như thế này hết cho cô. Nha. Làm nhanh đi. Làm rồi cô. Thì làm xuống bài dưới. Rồi xuống bài dưới con. Điền vô này, nhìn hình và điền này. What will the weather be like tomorrow? Ngày mai thời tiết sẽ như thế nào đây? Các bạn nhìn hình. 37 độ C là rất nóng. Rồi ghi vào. Hot and sunny. Ở đây, what will the weather be like this Friday? Trời như nào? Nhiều mây. Nhiều mây và mưa nói sao? Có bão và mưa nói sao? Rainy and stormy. Viết vào. Viết vào, viết vào. Câu 3. Gió đúng không? Này là gió thổi bay lá cây này. 22 độ C là như thế nào? 22 độ C là mát mẻ. Biết vào. Rồi, mùa thu ở đất nước bạn như thế nào đây? Mưa và nhiều mây phải không? Mưa và nhiều mây nói sao? Mưa là gì? Rain gì? Rainy and nhiều mây là cloud gì? Cloudy, chép vô. Chép vô cho cô. Cloud là mây, còn cloudy là tính từ có nhiều mây. Ở trong này có nhiều mây, ở trong này có hai đám mây. Rồi chép ngay xuống bài dưới. Ở trên trên có ba đám mây. Với lại mấy cái xem xét nhưng mà cái xem xét này là mây. Không chưa? Có xem xét thì nó phải ngoằn ngoằn ngoằn. Chứ tại tự nhiên sao nó có hình có định đấy. Lại. Rồi. Hết vậy được. Sang bài vocabulary nè. Cái này là cái gì? Thờ, mùa gì đây? Autumn, biết vào. Autumn. Rồi, mùa đông như thế nào đây? Winter. Mùa xuân? Có hoa đào nở, spring. Mùa hè? Summer. Tuyết. Cloudy. Rồi, chép đi. Có tuyết là summer. Là đằng sau hả Châu? Cũng là tầng sau hả? Dạ. Dạ. Lên trang sau không biết cô. Đó là tầng sau, nó biết biết đáp án chứ. Ta lọc cái chữ này. Không chưa? Rồi. Dạ. Thang gầy xong chưa con? Thang sẽ gầy vô. Nó sẽ chìm vô. Rồi các bạn nhìn hình và điền vô. Mùa yêu thích của bạn là mùa gì? Các bạn nhìn thấy cái đào nở đây và cầm tiền lì xì như này là mùa gì? Biết nào? Bạn ơi, cho mình xin đi cơ đi bạn. Đó bụng không có lắm chuyện. Rồi. Âm 15 độ C. Rất lạnh. Rất là lạnh đấy. Là có gì đây? Con thích sống vào thời tiết như này không? Dạ không, dễ thích. Có tuyết mà không thích à? Em thích sao nào quay. Em ra sao không phải em tung lên trời. Đúng. Nếu bạn ngoài ra. Xong rồi, tiếp. Xong rồi em để tôi quay ở ngoài trời. Windy. Thôi. Windy hả? Dạ. Windy và gì nữa? Cloudy. Summer. Rồi. Summer. Mùa hè. Trời luôn nóng vào mùa hè ở đây, đúng vậy. Yes, easy. Yes, easy. Con một mới với câu B đúng không? Ừ. Câu 1 hả? Dạ. Xong chưa? Ừ, đúng rồi. Câu 1 rồi, 1. Chưa xong hả? Câu 1 mới với câu B. Xong hết chưa? Dạ rồi. Còn bài này, what will the weather be like tomorrow, câu nào? Đúng. Câu 2 gì? So, câu 2. Yeah. What's your favorite season? Nói thế nào? It's windy. Windy đâu? It's winter. Winter. Why do you like this season, bạn Lì? See. Tại sao bạn thích mùa này, câu nào? Đúng, A. Câu 4, bạn Thiêm. What winter like in your country? Cool and windy. Trời luôn mát mẻ và có gió. Rồi, bạn Châu. What do you do in winter? Bạn làm gì mùa đông? Mùa đông tôi đi câu cá. Mùa đông đi câu cá. Đấy.
Rồi. Tiếp theo. C. Câu nào? Rồi, viết C vào đây. Viết C vào. Nhá. How many seasons are there in your country? Hả? Thôi ghi vô đi chứ bọn lười. How many gì? Season gì? Are there? In your country. Hai A. In your country. Hai A đúng không? Có bao nhiêu mùa đất nước bạn? Bốn mùa. À, mùa yêu thích của bạn là mùa gì? What's your favorite season? Thằng này nó trả lời là mùa xuân. Câu 2 nó hỏi cái gì mà trời sẽ rất lạnh. Trời sẽ thì sẽ hỏi là sẽ. Cái nào có sẽ? What will? Nhớ chưa? What will the weather be like? Tomorrow. Trời lạnh lắm, mặc áo ấm nhé. Dạ không. Nhớ mặc thêm áo ấm nhé. Không. Rồi nó hỏi cái gì? Trời luôn luôn ẩm ướt và mát mẻ. Câu B hả? Rồi. What the rainy, tức là mùa mưa đấy. What the rainy season like in the south? À, south là miền Nam. Mùa mưa ở miền Nam như thế nào? Trời luôn luôn ẩm ướt và mát mẻ, có rất nhiều mưa. Rồi con này bạn có thích gì? Do you like this season? Do you like? Do you like this season? Bạn có thích mùa này không? Bạn có thích mùa này không? Không, tôi không thích mưa. Con thích mưa không? Có mỗi thằng này thích. Qua bài này. Rồi. Tên tôi là Nam. Tôi sống ở Hà Nội. Tôi có hai người bạn tên là Lan và Minh. Lan sống ở Đà Nẵng. Minh thì sống ở Cần Thơ. Hai người bạn còn tôi thì sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết ở chỗ chúng tôi không giống nhau. Và cuối tuần này trời sẽ lạnh, cold là lạnh và dry là khô ở Hà Nội. Nhưng trời sẽ mát mẻ và có mưa, à có nắng chứ, ở Đà Nẵng. Nhá, mát mẻ và có nắng ở Đà Nẵng. Và trời sẽ nóng và có nhiều mây ở Cần Thơ. Các mùa cũng khác nhau luôn. Có 4 mùa ở đâu ở Hà Nội, xuân hạ thu đông. Nhưng chỉ có 2 mùa ở Đà Nẵng và Cần Thơ thôi, đó là mùa khô và mùa mưa. Rồi. Viết từ opposite là gì Sô? Opposite là gì? Trái nghĩa. Rồi, different là khác nhau. Trái nghĩa với khác là gì? Giống. Giống là gì? Tìm như đây. The same. Viết vào. Same thôi cũng được mà cô. Giống. Em ghi same thôi được không? Được. Hot là gì? Hot là ý. Nóng. Trái nghĩa với nóng là gì các bạn? Lạnh. Lạnh là gì? Cool. Cool là mát thôi. Rainy là gì bạn Khiêm? Trái nghĩa với mưa là gì? Nắng. Sunny. Phải sunny không ta? Đúng rồi cô. Sunny là khô cô. Đây cô nghĩ là dry đúng hơn. Khô với mưa, mùa khô mùa mưa, hai mùa trái ngược nhau. Người ta ít muốn đề cập như vậy. Cô thấy Quyền ngáp không ngáp theo? Cô đứa nào ngáp không? Cô ngáp coi. Ngáp mà chảy nước mắt luôn. Xong chưa? How many seasons are there in Cần Thơ? How many seasons are there in Cần Thơ? There are two. Viết vào các bạn thân yêu của cô. Các con cáo bắt gà. Viết bài vô. What are they, Khiêm? What are they? The dry. The dry season nha con. And the rainy season. Câu 10 bà Châu, câu 3. It will
Yeah, right. Yeah. Đúng không biết nữa? Các bạn dò lại xem bạn làm đúng không nhỉ? Sai. Yes. Nói bậy lăn vả. Sai đi. Cũng sai đi. Sai đi. Đấy, phải chỉ người ta đặt. Đúng. Câu 4. What will the weather be like in Đà Nẵng nào? It will be cold and sunny. Cold and sunny. It will be cold and sunny. Cool and em rồi mà. Nào sáng. Rồi. Cô đang ngáp ngủ đây này. Chúc. Câu cuối. Thời tiết Cần Thơ cuối tuần là như thế nào? Tìm. Nhìn cái mặt nó ngáo thì nó biết cái gì hết trơn á. Cần Thơ đâu, tìm cho tôi. Cần Thơ đâu? Không phải. Đọc đi. It will be hot and cloudy. Ghi vào. Gọi không hiểu cái gì hết. Đóng tiền chưa? It will be hot and gì? Cloudy. Cô chờ một số tên đóng tiền mà không thấy đứa nào đóng ra. Những đứa chưa đóng. Những đứa chưa đóng. Ai? Tiền học, tiền sách, tiền học. Con đóng tiền sách rồi nhỉ? Ừ. Ờ, rồi. Giờ chỉ có nhìn cái đó mới tỉnh ngủ à? Tỉnh ngủ đến mấy đứa mai mất lớn không vậy? Không, lúc giờ em vậy rồi hả? Hết tiền không? Mắt có giá như đèn pha ô tô. Một tháng cô chú quay cho ngay luôn. Ừ. 300.000 nhân ra đây. Một đứa quay cho mình. Quay lên coi. Mẹ nhận của thằng kiếp sát rồi con chưa nghèo. Trời ơi là trời. Rồi, xuống bài dưới. 300.000. Su. Có một. 3 chữ 6. 3 chữ 6. The air for season. The air for gì? Season. Gì nữa? À, in my country. Câu này nghĩa là gì dịch cho mẹ? Ờ, là có 4 mùa. Rồi. Rồi ok, câu số 2. Mời bạn Bảo An. Bảo An đi. What đầu tiên. What gì? Không có được. Autumn. Autumn má ơi, đọc lại. Autumn. Là in Hải Phòng tắt cái giờ. Dịch sang tiếng Việt. Mùa hè ở Hải Phòng thế nào? Rồi ngồi xuống. Rồi câu này cô mời bạn, không bạn ý từ nãy giờ chưa trả lời cô. Ôi, mày, bắt cô phải mời ý cô. Nào con cô ba cô một đứa em ơi tớ tặng mày mạnh dạn lên thôi để cho ý câu 4 nhá. Hả? Cho em thôi có nhỏ Khuyên từ nãy giờ chưa trả lời nè cô ba. Usually the cool and the dry. Các bạn phải mạnh dạn lên chứ. Nhanh lên. Bố Khang làm nghề gì? Mẹ làm nghề gì? Kế toán luôn. Hai bố, cả bố cả mẹ kế toán hả? Mẹ làm từ trưa về. Bố thì tối về. Làm cùng cơ quan hả? Bố Trúc là thần mộc hả? Bố Trúc đó. Bỏ sao mà bảo Trúc rè ra cái nồi để đó. Ờ được á, làm con cái thước. Không, ở làm thước thì có lắm cô. Làm năm chục. Để cô có đánh con thì nó que đánh hai que thôi. Năm chục cô. Thằng lì này nữa. Ông làm cây cô. Rồi. Rồi. Câu 4. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
5. Giật mình cơ. Cứ ngồi mà nói chuyện. It will be cool and windy. Viết bài vô. Ăn cái gì mà đói bụng ăn lắm nè. Viết bài đi. Có. Thế con viết bài chưa? Trống trơn đấy hả? Trời ơi quỷ thần ơi, không có bài nào con làm luôn. Đời chúa. Ủa cô lên câu 5 chưa chép xong. Câu 5 của bài ha. Tờ lát nữa. Đấy. Chép bài này xong đi đã. Ngày là các bạn còn bao nhiêu phút? 10 phút mình làm mover, một bài mover vậy. 10 phút làm. Nhanh lên đi. Còn mấy đứa nó chậm chậm á. Con đừng có xè xè cái đó, nó nghe mệt quá. 10 phút. Xong chưa? Con mệt quá mấy anh chị. Ok con. Rồi, có bài dưới nha. Cô ơi. Bạn nào xong xuống bài dưới đi. Cô ơi. Sao? The team decision. The weather is usually. Câu nào vậy? Cái câu dưới á. Câu cuối cùng. Tên tôi, có mấy mùa ở thành câu phố của tôi? Câu cuối cùng á, ấy là cuối cùng đó. Đấy hả? Trong suốt mùa này thời tiết luôn luôn như thế nào? Luôn luôn nóng và hot. Rồi, nóng và hot hả? Nóng và hot. Rồi, tên tôi là Bảo An. Tôi sống ở... Tôi sống ở Con Cu Lắc. Có mấy mùa đây các bạn? Chu. De. De. The dry. The dry season and the. Thành the rainy season. Mùa thích của tôi là mùa the dry season. Chờ tôi thích mùa này bởi vì tôi có thể đi bơi. Tôi thích mùa này bởi vì tôi có thể đi bơi. À, trong suốt mùa này thời tiết luôn nắng. À, and sunny. Viết nào. Hết bài. Không biết tại sao mà đứa nào viết từ đó nha.